Kính chào quý vị và các bạn, Tuyết Mai rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, một vụ va chạm mạnh xảy ra giữa xe tải và ba con trâu thả rông, hậu quả làm cho xe tải bị hư hỏng nặng, ba con trâu kia cũng toi mạng tại chỗ. Rất may tài xế lái xe không bị sao. Người tài xế này khẳng định chắc chắn rằng anh ta không hề sai và trên xe cũng có camera hành trình chứng minh cho những điều mà anh ta nói. Thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải ngậm quả đắng khi phải tự sửa chữa chiếc xe hư hỏng của mình và bồi thường cả 100 triệu cho chủ của ba con trâu trên. Chi tiết của vụ việc này ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trong những năm tháng vừa qua, trên các cung đường N5 và D4 của tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân chính là do trâu bò của người dân thả rông nghênh ngang trên các tuyến đường. Điển hình như vụ một chiếc xe tải của tập đoàn xi măng The Visai đang lưu thông trên đường N5 đoạn qua xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc đã đâm phải ba con trâu thả rông trên đường. Hệ quả là ba con trâu toi mạng, xe tải bị hư hỏng nặng. Một số chuyến vận chuyển clinker của công ty cổ phần xi măng Sông Lam từ nhà máy xi măng Đô Lương đến trạm nghiền xi măng Nghi Thiết bị gián đoạn. Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc, nhưng cuối cùng phía chịu thiệt là lái xe của công ty cổ phần xi măng Sông Lam. Cho dù trâu thả rông như vậy, xe theo luật giao thông đường bộ và các quy định pháp luật là chủ sở hữu trâu sai. Vụ việc trên, lái xe tải phải đền cho chủ những con trâu đó gần 100 triệu đồng. Trong vòng 3, một số lái xe của công ty cổ phần xi măng Sông Lam cũng gặp hoàn cảnh tương tự trên trục đường N5 và D4 đoạn qua xã Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết. Anh Vũ Văn Lai, giám đốc Logistics, quản lý đội xe công ty cho biết tất cả các xe của công ty đều gắn camera hành trình nên những vụ việc va chạm, tai nạn giao thông đều cho thấy được ai đúng, ai sai. Riêng các vụ tai nạn do trâu bò đều do gia súc thả rông, chạy qua đường quá bất ngờ. Nhiều lái xe đã tránh được nhưng có những vụ không thể tránh vì nếu tránh sẽ gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Những vụ việc như vậy, người dân là chủ trâu bò lại chưa nhận ra sai mà còn đòi bồi thường cao. Có những vụ lái xe phải đền bù gần 100 triệu, như vậy mất luôn thu nhập cả một năm công tác. Công ty và anh em lái xe đang phải dĩ hòa vi quý vì đơn vị hoạt động lâu dài trên địa bàn. Nhưng về lâu dài, đề nghị các cấp, ngành liên quan cần có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an toàn sản xuất của công ty. Không chỉ riêng lái xe công ty cổ phần xi măng Sông Lam bị thiệt hại kép khi phương tiện hút phải trâu bò, mà rất nhiều người gặp cảnh tương tự. Khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng kịp thời có mặt, nhưng rồi cuối cùng trở về phương án hòa giải dân sự và người điều khiển phương tiện thường phải hỗ trợ, đền bù cho chủ sở hữu gia súc. Mặc dù xét cặn kẽ theo quy định pháp luật thì chủ sở hữu gia súc sai. Rất nhiều người đặt câu hỏi, trâu bò gia súc thả rông gây tai nạn, ai chịu trách nhiệm? Nhiều quy định pháp luật được đối chiếu, nhưng xem ra việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này chưa nghiêm. Trong diễn biến liên quan, sáng ngày 30 tháng 10 năm 2021, lại một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và hai con bò thả rông trên đường D4 đoạn qua xã Nghi Tiến, Nghi Lộc và người dân đã ra chặn xe đòi bồi thường. Cần tăng cường xử lý theo pháp luật. Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường. Trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn theo khoản 1 điều 34, không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới khoản 2 điều 34, không được thả rông súc vật trên đường bộ theo điểm C khoản 2 điều 35. Với những trường hợp vật nuôi, súc vật thả rông gây tai nạn, pháp luật hiện hành đã có những quy định xử phạt rất rõ ràng. Điểm D, D khoản 1 điều 10 nghị định 100, người chăn gia súc sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới. Để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông. Còn theo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, chủ sở hữu để gia súc gây tai nạn nghiêm trọng, khung xử lý thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Trường hợp vô ý làm thiệt mạng 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Chủ sở hữu súc vật hoặc người chiếm hữu sử dụng súc vật phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự
theo quy định tại Điều 603 Bộ Luật Dân sự năm 2015 như sau. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Trở lại những vụ việc cụ thể tai nạn do trâu bò gây ra trên đường N5 và D4, ông Lê Đăng Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết, Nghi Lộc cho biết thêm, trên địa bàn xã có đường D4 đi qua. Những tháng đầu năm 2021 đã xảy ra 2 vụ trâu bò thả rông trên đường D4 gây tai nạn với xe tải của công ty cổ phần xi măng Sông Lam. Khi tai nạn xảy ra, chính quyền lực lượng chức năng đã có mặt lập biên bản sự việc. Nếu xét cụ thể theo quy định pháp luật, chủ sở hữu trâu bò sai, thậm chí phải đền bù cho phương tiện trong vụ tai nạn. Thế nhưng vì nhiều lẽ, phí lái xe và công ty cổ phần Sông Lam đã đền bù cho người dân có gia súc trong vụ tai nạn. Như thế cũng tội anh em lái xe và công ty. Xã Nghi Thiết đã thống kê có 33 hộ thường xuyên chăn thả trâu bò dọc đường D4 và tăng cường tuyên truyền, ký biên bản cam kết không vi phạm các quy định pháp luật. Xã cũng đề nghị các lực lượng chức năng xử lý nghiêm nếu chủ sở hữu gia súc vi phạm để trâu bò thả rông ảnh hưởng đến giao thông. Anh Võ Văn Lai, Giám đốc Logistics, quản lý đội xe, công ty cổ phần xi măng Sông Lam cũng phản ánh tình trạng trâu bò thả rông trên tuyến N5 và D4 đã gây bức xúc cho các lái xe. Đáng tiếc đã có nhiều vụ tai nạn do trâu bò như đã nêu. Chúng tôi đề nghị các cấp ngành hạn chế tình trạng người dân thả rông trâu bò gây cản trở giao thông trên tuyến N5 và D4. Điều đó góp phần vừa đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến vừa đảm bảo an toàn sản xuất. Không chỉ riêng trên cung đường N5, D4 mà rất nhiều con đường khác trên khắp cả nước cũng gặp phải tình trạng trên. Nghiêm trọng hơn, đã có nhiều vụ tai nạn va chạm với trâu bò, làm người tham gia giao thông thiệt mạng. Nhiều trường hợp tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, không có người nào đứng ra nhận làm chủ vật nuôi. Do đó, việc bồi thường cho người bị nạn trong trường hợp này gặp khó khăn. Đây cũng là vấn đề còn tồn tại khá phổ biến. Do mỗi khi xảy ra tai nạn, người chủ sở hữu gia súc thường có tâm lý, thậm chí chủ động né tránh, không nhận trách nhiệm, gây trở ngại cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý tai nạn. Nếu xảy ra tai nạn, thiệt thòi nhất vẫn là người đi đường như gãy tay, gãy chân, hư hỏng phương tiện. Tuy nhiên nếu châu bò bị thương hoặc toi mạng thì dường như có luật bất thành văn, chủ nhân của chúng lại xuất hiện để bắt đền, trong khi đáng lý ra phải bồi thường các chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bị hại. Để hạn chế tối đa trường hợp vật nuôi gây tai nạn giao thông, mỗi người chủ cần có ý thức hơn nữa trong việc quản lý vật nuôi, không chăn thả châu bò trên đường giao thông. Chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, thực trạng trâu bò thả rông trên đường diễn ra tại rất nhiều địa phương khác nhau trên cả nước và cũng đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Hầu hết những vụ việc đó, người điều khiển phương tiện chịu thiệt hại kép, trong khi người chủ của gia súc không bị xử lý dù họ sai. Bởi vậy, để hạn chế tình trạng này, các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm nếu chủ sở hữu gia súc vi phạm để trâu bò thả rông ảnh hưởng đến giao thông. Và tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.